chúng ta nhận lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sâu sắc mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sâu và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
bằng chính con người của Ngài, hành động của Ngài, Ngài đã để lại một món quà quý báu nhất cho các môn đệ qua lời nói của Ngài là không có tình yêu nào quý bằng được một tình yêu người mình hy sinh cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã làm điều đó. Nếu sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập giá là chót đỉnh tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha, đó cũng là chót đỉnh của tình yêu để lại cho mỗi người chúng ta. Đó là nền tảng của chúng ta, nền tảng của giáo hội. Thánh Gioan đã nói, nếu ai nói mến Chúa mà không yêu người, kẻ đó là người nói dối. Thánh Gioan tới tuổi 90-91, Ngài chỉ có một chủ đề duy nhất giảng dạy cho các môn đệ của Ngài là các con hãy yêu thương nhau. Các môn đệ của Ngài đã nghe cái lời này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, và cuối cùng một trong những môn đệ của Thánh Gioan đã nói với Ngài: thưa Thầy, tại sao Ngài chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó câu nói mà thôi, các con hãy yêu thương nhau? Và câu trả lời của Thánh Gioan là đó là lời dạy của Chúa Giêsu. Đúng thế, nếu chúng ta là những người môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta phải và hành động lời nói của mình qua hãy yêu thương nhau. Dĩ nhiên, yêu thương người mình thương thì rất là khó, mà yêu thương người mình ghét thì rất là khó. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu đến cho mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và đưa lời của Chúa qua đời sống của mình, trong đời sống của mình là hãy yêu thương. Chúa Giêsu đã nói rất rõ, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta thấy cộng đoàn của chúng ta rất là nhộn nhịp vì chúng ta có 11 em sẽ rước lễ lần đầu. Today is a special day, so when I call your name, please stand. Khi cha gọi tên của các con hãy đứng dậy. Parker, Walker, Valerie, Aiden, Jack, Audrey, Preston, Mackenzie, Rowdy, Maximus, and Gracie. Và chúng ta hãy cho các em này một tràng pháo tay yêu thương. Your grandparents, your parents are very proud of you. For example, after the reading, Walker went back to his seat and he can say to me, look, look, my grandson. Good job. So let me ask you a question, Walker. If you want to make me proud or not, okay? Do you want to become a priest? He said, maybe. Man, what's up with you? Very good, very good. And xin mời những phụ huynh của trẻ em này đứng dậy. The parents of these young men and women, these children, please stand. Những phụ huynh của những trẻ em này. Take a look at your parents, guys. Okay, chúng ta cho những phụ huynh này một tràng pháo tay. Rất là cảm ơn các anh chị. 7-8 năm qua, các chị đã dẫn những con của các
anh chị vô nhà thờ để cho các con của anh chị lãnh nhận bí tích rửa tội. 7 tháng sau, đây là những thành quả mà các anh chị đã dạy cho con em của các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhưng vai trò của anh chị chưa chấm dứt. Hy vọng các chị hãy tiếp tục làm gương sáng cho những trẻ nhỏ này, để cho những trẻ nhỏ này cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Hy vọng trong gia đình các chị hãy tiếp tục sống những lời đó và dạy dỗ cho những con em của mình. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Would the grandparents of these boys and girls please stand? Ai là ông bà của các trẻ nhỏ này xin đứng dậy. Ông bà nội, ông bà ngoại. Và chúng ta có các ông bà đứng dậy. Xin mời các ông bà ngồi. Một lần nữa rất là cảm ơn đến ông bà nội, ông bà ngoại. Ông bà nội, ông bà ngoại luôn khuyến khích những người con trai, con gái của mình đã thành nhân thành tài, đã trưởng thành và đây họ đã có một gia đình riêng của họ, và cũng bà nội và ngoại luôn khuyến khích những phụ huynh trẻ đó để dạy dỗ những đứa nhỏ này. Thì cảm ơn lòng dạy bảo của ông bà nội, ông bà ngoại đến những phụ huynh của những trẻ em này. Would the godparents of these young boys and girls please stand? Ai là người đỡ đầu? Có ai là đỡ đầu cho những trẻ này nhỏ này không? Godparents. Who are the godparents of these young boys and girls? Okay, only one. Okay, please give him a round of applause. Thank you. Good luck. How do you remember that one day when one of them received baptism? Your role in this is very important. To encourage, to support, to pray, not only for them, but to encourage the parents to practice their faith. So thank you for doing your role, doing your responsibility. So very good, thank you. Thank you very much. Guess what? At lunchtime, I have eaten a lot today. You know, I had 2 big meals today. That's why I'm so blessed. And it is, I'm so mocked. Right? I had 2 big meals today. For first meal, I ate around 12:30 or so. I had ham, I had carrot, I had a bunch of good stuff, rice. That was the Mexican meal. And about half an hour, 4 or 5 minutes later, I had a meal. You know, guess what kind of meal I had? I had day. You know what that is? No, good. Don't eat it. It's all for me now, right? I have tigay. I have bekui. Ooh, yummy, right? I have minga. All the good stuff. That's why I'm so blessed right now, right? So those food nourish my body. I like that kind of food. But what I like is pho. Pho is better, right? I like pho. I like football. How about you? I just wonder, what kind of food do you like? What do you like? Water. A hamburger? What kind of hamburger? In-N-Out Burger. Very good. Make sure you tell your parents to give you a gift card to In-N-Out Burger. High five. Deal? And he said maybe. What's up with this guy? Always maybe. I don't want many. How about yes? Good job. And how about you? Raise your hand. Your name is? Huh? Quinson. And your favorite food? What do you like? Dumpling? Wow, something different. Pork? Dumpling? You know where you can go for a good dumpling? Ding Tai Fung. You like that place? Oh, you've been there! Wow, good job! Very good job, very good job. How about the girls? What food do you like? And your name is? Archie. What do you like? You like pho?
chicken or beef? Fun cat. Very good job, very good job. How about you? Con thích ăn cái gì nào? Con có ăn không? Con thích gì? Hả? Sushi. Oh, wow. Wow, wow, look at that. Dumpling and sushi. Wow, very good. You got sushi? The sushi with fresh raw fish. Good job, good job. How about you? Your name is? Huh? Okay, what do you like? What food? You don't know. What do you have at night, tonight, when you go home? Your Pizza Hut at home tonight? Or you have something better tonight? You don't know yet, huh? No idea? No idea. And you have no idea? I have no idea. How about you? What would you like? Last but not least. Catfish. Wow. Wow, you guys have good and expensive taste. Woo! Wow, I thought I'm on good already, but look at, check it out. So food, we need food, correct? What happens if we don't eat? What happens if we don't have food? Yeah. We will die. Very good, very good. So food nourishes our spiritual body, right? But again, with food, we have to be very careful with what we eat. We have healthy food and we have unhealthy food. Sushi is good, healthy food, right? But McDonald's, they're not good food. They're unhealthy food, right? So we need food to nourish our body. The more we eat, the fatter we get. So we have to be very careful, right, with what we eat. And we have to eat in moderation. That's for our physical needs. How about spiritual food? Who do we go to? We go to Jesus. Jesus is the one who can nourish us. He is the one who can give us life. So today, you are going to receive this gift, food, the food of Jesus. Jesus loves you very much. You know that? He loves you so much that He gives Himself to you. He gives you His own body and blood. So when you go up, when you come up to receive communion, when I say to you, the body of Christ, what do you say? What do you say? Very good. What does that mean? Amen. Woo! Very good job. You want to become a priest? I believe. You want to become a priest? You don't know. How many boys here want to become a priest? Wow! Your name? Huh? Maximus. You want to become a priest? Very good job. And your name? Riley. You want to become a priest? Wow. How about girls? How about you here want to become a nun? A sister? She shook her head. There's no way on earth I want to become a nun. Good job. I'm very proud of you. So let's pray for Maximus and Riley. Yeah? So thank you, poor parents. We have done a good job. Why don't we give Maximus and Riley a round of applause? So when you come up, you will receive a gift of our Lord Jesus Christ. Right after this Mass, your parents, your godparents, your grandparents, your aunts, your uncles, they will give you gifts, right? They will give you gifts. What do they give to you? What do you want from them? What do you want from your parents? Love. You want love. Wow, look at this guy. He wants a pillow. You know what I was thinking when you asked of your parents and grandparents? You ask for money. Yeah? And you give me 10%. Yeah? No, I was just kidding. Exactly. They give you love. Right? And more than that, God gives you love. He loves you so much that He gives Himself to you. So thank God.
Right? Thank God for this beautiful gift. The gift of Lord Jesus Christ. The gift of faith. The gift of family. And this weekend we also celebrate what? Mother's Day. So make sure you hug your mom. You say, Mommy, I love you. Yeah, make sure you hug your grandma. Grandma, I love you. So those are gifts that God has given to you. But more important than that is the gift of Jesus. So remember, always say thank you to Jesus. And I want to say thank you to you for saying yes, for saying amen to Jesus. And I want to say thank you to your parents, your godparents, your grandparents, because they too say yes to Jesus. Let's say if they don't say yes to Jesus, you wouldn't be here to celebrate this beautiful day. So I hope you would remember this day forever. I vividly remember mine when I was your age back in Vietnam. So I hope you continue to remember this day and continue to grow in the love of Jesus and continue to experience His love for you in your heart and in your family. And once again, we are very proud of you. Once again, congratulations. And once again, why don't we give these boys and girls a round of applause on this group.
Thank you.
Anh chị em hãy cùng nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi Chúng con tha thiết Ngài xin Chúa,
cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước Mỹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo mục Kevin, các giám mục phụ tá, Đức Cha Tim, Đức Cha Thomas Thái Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến cô tớ Chúa là Đức Cụ Tomaso, Phêrô, Maria, Phaolô, Thomas, Anna, Vicente, Veronica, Vessi, Bencoya, Ignacio, Joan Baptista, Francisco Xavier, Yusef, Teresa, Henry, Paulo, Maria Magdalena, Joan, Mary, Andre và những linh hồn trong người mục mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã nằm trong những hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đưa vào một ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống trong lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người với người và trong người mà mọi danh nghiệp và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Thank you.
và xin Chúa thánh thể đến với bọn các thiên linh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin mà Chúa ngự trong bí ẩn mình thánh, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước khao đưa Chúa vào linh hồn con. Thank you.
con xin được thay mặt cho các bậc phụ huynh của các em lễ thành lập hôm nay và các em được xin chân thành cảm ơn cha đã tận tình nâng đỡ các em trong suốt những năm tháng vừa qua, giúp đỡ các em để các em được sửa soạn trước lễ phần đầu. Và ngày hôm nay được các em được rước lễ lần đầu và xin cảm ơn thầy Đức đã điều khiển chương trình giáo lý trong hướng dẫn đỡ các em trong suốt những năm tháng vừa qua. Và chúng con cũng xin được đặc biệt cảm ơn Bác La, chị Việt Nam, chị Isabel, những người đã hết lòng tận tình bỏ thời gian, công sức và sự hiểu biết để hướng dẫn các em có được ngày hôm nay. Con cũng xin được cảm ơn tất cả mọi cộng đoàn Chính Chúa em và đã cùng với gia đình của con cùng với cha thầy học nhân thánh lễ hôm nay để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Nhân dịp này con xin được cảm ơn tất cả mọi người. Nhân đây chúng con có những cái bó hoa xin được tặng cha thầy Bắc Lan, chị Việt Nam và chị Isabel. Dạ xin. Nhân dịp ngày hiền mẫu cuối tuần này, con xin mời các bạn mẹ ở trong thánh đường ngày hôm nay xin đứng các bạn mẹ. Ai là người làm mẹ xin đứng cùng con, các bạn mẹ. Bạn mẹ uống đi. Và bây giờ đây, con xin mời tất cả các bạn nhân xúa đưa tay ra, tặng tay trên những người bạn mẹ này. Lạy Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên con người, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, con một Chúa đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria để đền bù tội lỗi cho nhân loại và cứu chuộc chúng con. Ngày hôm nay, qua việc chúng con bày tỏ lòng kính yêu dành cho những người mẹ của chúng con,
mà Cha đã chọn để cộng tác trong chương trình tạo dựng con người. Chúng con cúi xin Cha ban cho các bà được bình an, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, duy giữ các bà khỏi những hiểm nguy và bệnh tật. Khi đến cuối cuộc đời, xin ban cho các bà được hưởng hạnh phúc trường sinh. Và những bà mẹ Cha đã gọi ra khỏi thế gian này, xin ban cho các bà sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và chúng ta cho các bà một tràng pháo tay cho mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.